Nam Anh xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay Nam Anh rất là hân hạnh được mời quý vị đến với một buổi phỏng vấn đặc biệt về tổ chức yểm trợ quốc nội. Buổi tổ chức yểm trợ quốc nội sẽ ra mắt quý đồng hương ở vùng Hoa Thịnh Đốn vào ngày 15 tháng 9 tại nhà hàng Thần Tài và hôm nay rất là hân hạnh được tiếp xúc với một người trong ban tổ chức đó đến để cho chúng ta biết về cái mục đích cũng như nguyên nhân của ngày thành lập ủy ban kêu là tổ chức yểm trợ quốc nội và trước hết nam anh xin hân hạnh giới thiệu cùng uh, quý vị, ông Đỗ Hồng Anh là cựu chủ tịch cộng đồng của vùng Washington DC, Maryland và Virginia. Dạ, Nam Anh xin gửi lời chào tới ông Đỗ Hồng Anh ạ. À. À, xin chào cô Nam Anh và kính chào quý khán thính giả của đài SVTN. Dạ vâng, thì được biết rằng là ngày 15 tháng 9 tới đây là ngày ra mắt của tổ chức yểm trợ quốc nội thì được biết ông là người trong ban tổ chức đó thì xin ông có thể cho quý khán thính giả biết rằng mục đích và nguyên nhân của cái sự thành lập của ban tổ chức này không ạ à, thưa con anh thưa quý khán thính giả à, như quý vị cũng đã biết trong khoảng từ kể từ ngày 10 tháng 6 năm nay thì đồng bào trong nước hàng trăm ngàn người từ khắp các tỉnh thành đã vùng lên đòi lại cái chủ quyền cũng như đòi lại sự toàn vẹn lãnh thổ và đòi hỏi tự do dân chủ cho Việt Nam. Vì Cộng sản Việt Nam sắp sửa giao ba cái đặc khu Vân Đồn, Phú Quốc và Bắc Vân Phong cho Cộng sản Việt Nam trong 99 năm và tiến tới việc dân trọn cả đất nước Việt Nam cho Tàu Cộng. Và đồng thời đồng bào trong nước cũng đã bị đàn áp một cách mạnh liệt, một cách giả mang khiến cho họ lâm vào cảnh túng cùng, gia đình họ vào cảnh khó khăn. Vì vậy cho nên họ rất cần đến sự giúp đỡ của đồng bào ở hải ngoại. Vì nhu cầu cấp thiết đó mà chúng tôi đã quyết định thành lập tổ chức yểm trợ quốc nội để có thể yểm trợ phần nào cho vật chất lẫn tinh thần cho đồng bào trong nước. Và ngày 15 tháng 9 sắp tới là ngày mà chúng tôi ra mắt đầu tiên. Trong chúng tôi chỉ manh nha tổ chức này để có thể ra mắt trong vòng một tháng thôi. Thì trong thời gian đó chúng tôi đã kết hợp với ông cựu chủ tịch cộng đồng Lý Văn Phước và cựu đồng chủ tịch cộng đồng Lý Hiền Tài và chúng tôi thuộc cộng đồng uh, cộng đồng Việt Nam ở uh, DC Virginia và Maryland để có thể uh, đáp ứng cái nhu cầu cấp thiết mà đồng bào trong nước đang cần đến chúng ta. Dạ Vâng, vậy ông có thể cho biết là cái cơ cấu của cái tổ chức nó như thế nào không ạ? À? Uh, thưa quý khán thính giả, thì chúng tôi để thực hiện những mục tiêu của chúng tôi đã đặt ra thì chúng tôi gồm có ba cái cơ cấu tổ chức chính thứ nhất là hội đồng giám sát và cố vấn thì trong đó có ban liên lạc để liên lạc trực tiếp với lại đồng bào hải ngoại à, và đồng bào trong nước cả hai luôn để chúng tôi có thể phối hợp nhịp nhàng cái việc yểm trợ thì đứng đầu cái hội đồng này là ông Lý Văn Phước được gọi là đồng chủ tịch của của tổ chức này đặc trách về cố vấn và giám sát cái hội đồng thứ hai mà chúng tôi gọi là hội đồng vận động thì ở dưới đó nó có hai cái ban thứ nhất là ban tài vận gồm các mạnh thường quân các thương gia và những người mà có thể đóng góp hoặc là gây quỹ để chúng chúng tôi thực hiện cái việc yểm trợ về vật chất cho đồng bào trong nước và cái ban thứ hai là ban ngoại vận gồm có một số các nhà thân hậu nhân sĩ cũng như các vị chủ tịch cũng như hội trưởng các hội đoàn trong vùng này và có thể kết hợp với những vùng ở xa nữa thì đứng đầu của hội đồng này đó là đồng chủ tịch lý hiền tài đặc trách về vận động và cái hội đồng thứ ba chúng tôi gọi là hội đồng điều hành thì với chúng tôi là chủ tịch thì ở dưới có ông phó chủ tịch nội vụ, phó chủ tịch ngoại vụ, tổng thư ký, thủ quỹ và hai ban, gọi là ban truyền thông và thứ hai là ban tổ chức sinh hoạt. Thì với ba cơ cấu này, chúng tôi hy vọng rằng có thể à, hoạt động để đạt được cái mục tiêu của chúng tôi. Thì mục tiêu này thưa quý khán thính giả, nó có bốn mục tiêu chính mà chúng tôi đang theo đuổi. Thứ nhất là vận dụng mọi phương tiện, mọi hình thức để có thể yểm trợ tối đa cho đồng bào, cho tất cả những cá nhân các đoàn thể đảng phái trong nước đang dấn thân vào công cuộc đấu tranh đòi toàn vẹn lãnh thổ và đòi tự do dân chủ. Cái mục tiêu thứ hai là chúng tôi sẽ triệt để bày tỏ cái tinh thần tương thân tương ái cũng như tinh thần đoàn kết với đồng bào quốc nội để cho công cuộc đấu tranh đó. Và mục tiêu thứ ba là chúng tôi kết hợp chặt chẽ với đồng bào trong và ngoài nước để đẩy mạnh và giữ vững cái ngọn lửa đấu tranh cho cái công cuộc giải thể chế độ cộng sản giành lại tự do dân chủ cho Việt Nam. Và một tiêu chót là chúng tôi vận động với các thế lực quốc tế, chính quyền sở tại để có thể làm áp lực và nếu cần thì có các biện pháp chế tài đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để họ có thể à, trong để can thiệp cho những trường hợp mà bắt bớ giam cầm trái phép hay là phiên xử bất công để đạt được những điều đó chúng tôi rất cần sự yểm trợ ủng hộ của tất cả quý đồng hương khắp nơi À, đặc biệt là quý đồng hương tham dự trong cái ngày 15 tháng 9 sắp tới. Dạ vâng, nếu đang nói đến cái tổ chức này thì những người mà muốn yểm trợ cái tổ chức này thì phải cần liên lạc với ai? À, thưa cô Nam Anh, thưa quý thính giả, khán thính giả, thì chúng tôi có mở cái hộp thư PO Box 4363 ở Fort Church, Virginia 22044. Xin quý vị, à, nếu quý vị không tham dự được thì xin quý vị gửi chi phiếu đề tắt của chữ tổ chức yểm trợ quốc nội là TCYTQN và gửi về hộp thư đó. Chúng tôi xin lặp lại hộp thư là 4363 Phone Church Virginia 22044 thì chúng tôi sẽ nhận được và tất cả những số tiền quý vị gửi về chúng tôi sẽ gửi trực tiếp về cho những người, những nhà đấu tranh và gia đình họ đang rất cần sự yểm trợ của chúng ta. Dạ vâng và thưa quý vị để nhắc lại là ngày 10 tháng 9 tới đây là ngày sẽ ra mắt của tổ chức yểm trợ quốc nội và ông có thể cho biết là có cái điểm gì đặc biệt trong cái ngày tổ chức này không ạ? À? À, cảm ơn cô Nam Anh đã cho chúng tôi uh, giới thiệu sơ sơ về cái uh, buổi tổ chức sắp tới thì thưa quý khán thính giả đó là cái buổi ra mắt đầu tiên của chúng tôi của tổ chức chúng tôi thì đặc biệt trong buổi ra mắt này đó ngoài những phần thường lệ thì chúng tôi có sự hiện diện của hai cựu tù nhân lương tâm vừa thoát khỏi ngục tù cộng sản một người lớn tuổi và một người thuộc thế hệ trẻ Người thứ nhất là một sư Nguyễn Công Chính, ông đến từ North Carolina và người thứ hai là sinh viên Nguyễn Phương Uyên cũng ở trong vùng này. Thì hai người này chúng tôi xin đề nghị trình bày về cái thảm cảnh ngục tù ở Việt Nam cũng như cái khó khăn của gia đình họ trong khi họ bị bắt ở tù và cái tình trạng đấu tranh, cái phong trào đấu tranh ở trong nước đang diễn tiến như thế nào. Đó là những cái điều mà họ sẽ trình bày trong cái buổi ra mắt đó và đồng thời để cho buổi nói chuyện đó được hào hứng, được thêm hào khí, chúng tôi có mời nữ ca nhạc sĩ đấu tranh Nguyệt Ánh và ca sĩ Nguyệt Anh trong vùng để có thể đóng góp những bài hát tạo cái không khí phấn khởi cho chúng ta trong cái buổi nói chuyện đó. Dạ, rất là cảm ơn ông Đỗ Hồng Anh đã đến trong chương trình hôm nay và cũng đã giới thiệu về cái tổ chức yểm Trợ Quốc Nội và Nam Anh xin tạm ngưng nơi đây và xin kính chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình hôm nay. Tôi xin thay mặt cho tổ chức tổ chức yểm trợ quốc nội xin thành thật cảm ơn cô Nam Anh và cảm ơn quý khán thính giả đã đón xem cái cuộc phỏng vấn này.